Vâng, thì... nghe thấy cái giá cả hợp lý, chất lượng đóng tốt. Bác trước đã đóng một bộ sập thờ cái phản khuôn này của nhà mình đấy. Đúng rồi. Vâng. Bác thấy uy tín bác lại tiếp tục. Bác sẽ giới thiệu cho nhiều người. Dạ vâng. Cháu cảm ơn nhé. Chuẩn chỉ đấy. Vâng, vâng. Được. Gỗ lạt chọn tốt, đẹp. Bác gọi. Ok. Cháu cảm ơn tất cả mọi người bác nhé. Dạ. Rồi. Nha. Vâng. Rồi ok. Không vào được rồi. Bác à. Dẫn đi đâu thôi chứ? Dẫn đi đâu á? Đi theo bác à bác? Không vào được rồi. Nhà ở tiếp trên kia bác. Ngay trước mặt đấy chị ạ. À, vâng. Vâng. Đây là ông chủ. Đây đây bác tên là gì bác nhỉ? Thiện. Bác Thiện. Vâng. À, đây là khu 3 nhỉ? Khu 3 Tuy Lộc Cẩm Khê. À, vâng. Thì hôm nay cơ sở đồ gỗ Tùng Tám có đến và bàn giao cho gia đình bác Thiện một bộ trường kỷ chất liệu gỗ lim quý vị nhé, và một chiếc tủ tre bên trong này. Thì tôi có quay lại một video clip làm một kỷ niệm với bác. Đây chắc là nhà này chắc là nhà ông ngoại bác. Vâng. Vâng. Thì bác mua và cho ông ngoại. Đây thì chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình đây. Cũng như hình ảnh bác Thiện đây quý vị nhé. Hôm trước là bác đã xuống và đặt hàng rồi. Vâng. Okay. Thì đây tôi quay một vài hình ảnh chi tiết của bộ trường này. Đây là bộ trường kỷ hàng đại chất liệu gỗ lim. Kích thước là dài là 2m17 quý vị ạ. Đục là tứ quý. Chân là chân 11 trị. Và bên trong này là một chiếc tủ tre nữa. Thì tôi quay một video clip ngắn thôi. Như là cháu xin luôn bác Thiện ý kiến luôn nhé. Rồi. Không biết là bác biết xưởng cháu ở đâu ạ? Bác xem qua cái YouTube. Vâng vâng. Nghe thấy cái giá cả hợp lý, chất lượng đóng tốt. Bác trước đã đóng một bộ sập thờ cái phản khuôn này của nhà mình đấy. Đúng rồi. Vâng. Bác thấy uy tín bác lại tiếp tục. Bác sẽ giới thiệu cho nhiều người. Dạ vâng. Cháu cảm ơn nhé. Chuẩn chỉ đấy. Vâng, đóng vâng. Được. Gỗ lạt chọn tốt, đẹp. Bác gọi. Ok. Cháu cảm ơn tất cả mọi người bác nhé. Dạ. Rồi, rồi. Nha. Vâng. Rồi ok. Ok mọi người nha. À, quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới. Vâng, cái xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Bác còn sắm to đấy. Dạ. Bác còn sắm tiếp tục. Vâng vâng. Ừ. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ và có số điện thoại là 0987 51086 và là website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.